Tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhiều năm qua tồn tại một số công trình xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật, phá vỡ cảnh quan, gây bức xúc trong dư luận. Lực lượng chức năng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã có kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ 5 công trình. Trong sáng ngày 17 tháng 4, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với quán nhậu Tuần Núi do ông Trần Viết Tuân, sinh năm 1971 làm chủ, tồn tại nhiều năm ở bán đảo Sơn Trà. Ông Tuân đã chiếm đất chưa sử dụng và xây dựng các công trình trên đất tại khu vực đô thị bán đảo Sơn Trà với diện tích 392 m². Hành vi này đã phá vỡ cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên. Từ nay đến ngày 30 tháng 4, lực lượng chức năng quận Sơn Trà sẽ tiến hành cưỡng chế 5 công trình trái phép. Sau đó sẽ tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế đối với các nhà hàng quán ăn còn tồn tại trên bán đảo Sơn Trà. Các hộ dân vi phạm đã bị Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà xử phạt từ 5 triệu đến 12 triệu 500.000 đồng vì tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp và xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất là rừng trồng ở bán đảo Sơn Trà.